Cô chào các em. Ở tiết học trước thì cô đã hướng dẫn các em về phần đó là đường thẳng song song với mặt phẳng. Thì hôm nay bài học mới cô sẽ hướng dẫn cho các em đó là bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Nội dung bài học bao gồm thứ nhất là cô sẽ tóm tắt lý thuyết cho chúng ta. Thứ hai đó là phân dạng bài tập. Và thứ ba đó là một số bài tập minh họa để các em biết cách làm bài tập. Về phần lý thuyết, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái định nghĩa. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì nó sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó. Đường thẳng D mà vuông góc với mặt phẳng P thì khi đó đường thẳng D sẽ vuông góc với lại đường thẳng A. Đây, đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P đây. Thì đường thẳng D này sẽ vuông góc với đường thẳng A. Bằng ký hiệu thì các em chú ý chúng ta ghi như sau này. Thì chúng ta ghi cho cô vào vở để tiết sau cô sẽ kiểm tra cái việc ghi bài và học online đấy trên lớp. Bởi vì chúng ta phải ghi bài thì chúng ta mới làm được bài. Đường thẳng D vuông góc với lại mặt phẳng P, trong đó đường thẳng A chứa trong mặt phẳng P, thì lúc này đường thẳng D sẽ vuông góc với đường thẳng A. Đây là một phương pháp để chúng ta chứng minh một đường thẳng vuông góc với đường thẳng. Về định lý, đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P nếu đường thẳng D vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong mặt phẳng P. Trong hình vẽ thì chúng ta nhìn thấy là trong mặt phẳng P này có chứa hai đường thẳng A và B cắt nhau. Khi đó đường thẳng D mà vuông góc với lại đường thẳng A. Đồng thời đường thẳng D cũng vuông góc với lại đường thẳng B. Thì lúc này đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Bằng ký hiệu chúng ta ghi cho cô này. Đường thẳng D vuông góc với lại đường thẳng A. Đường thẳng D vuông góc với đường thẳng B. Hai đường thẳng A và B cùng nằm trong mặt phẳng P. Và đặc biệt là hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm M này. Thì khi đó đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Đây là một phương pháp để chúng ta chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Tiếp theo các em tìm hiểu về tính chất. Đầu tiên, thế nào là mặt phẳng trung trực? Mặt phẳng trung trực là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB, được gọi là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Ở đây các em sửa điểm Y thành điểm O cho cô. Không phải điểm Y là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chú ý nhé. Mặt phẳng P là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với mọi điểm M thuộc mặt phẳng P. Khi đó
Độ dài của đoạn thẳng MA sẽ bằng độ dài đoạn thẳng MB. Nếu hai đường thẳng A và B song song với nhau, trong đó đường thẳng A mà vuông góc với mặt phẳng P, thì lúc này đường thẳng B cũng sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Và với hai đường thẳng A và B, trong đó đường thẳng A khác đường thẳng B, đường thẳng A mà vuông góc với mặt phẳng P, đường thẳng B đồng thời cũng vuông góc với mặt phẳng P, thì khi đó hai đường thẳng A và B gọi là song song với nhau. Chúng ta ghi các cái tính chất này vào. Đó là những cái công cụ để chúng ta làm bài tập. Tính chất tiếp theo, nếu hai mặt phẳng P và Q song song với nhau, nếu đường thẳng A mà vuông góc với mặt phẳng P, thì khi đó đường thẳng A của chúng ta cũng vuông góc với mặt phẳng Q này. Nếu mặt phẳng P khác mặt phẳng Q, mặt phẳng P mà vuông góc với lại đường thẳng A, đồng thời mặt phẳng Q cũng vuông góc với lại đường thẳng A, thì khi đó hai mặt phẳng P và Q song song với nhau. Nếu đường thẳng A song song với mặt phẳng P, đường thẳng B mà vuông góc với mặt phẳng P, thì khi đó đường thẳng B sẽ vuông góc với lại đường thẳng A. Tính chất tiếp theo, nếu đường thẳng A mà không chứa trong mặt phẳng P này, đường thẳng A vuông góc với lại đường thẳng B, đường thẳng B lại vuông góc với mặt phẳng P, thì khi đó ta nói đường thẳng A sẽ song song với lại mặt phẳng P. Cô giới thiệu tiếp theo phép chiếu vuông góc. Phép chiếu song song lên mặt phẳng alpha theo phương L, theo dõi cho mình vẽ, vuông góc với mặt phẳng alpha. Được gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng alpha. Đây các em sửa cho cô là cái mặt phẳng này là mặt phẳng alpha nhé, không phải mặt phẳng P. Tại vì cô gộp lại. Điểm H là hình chiếu vuông góc, gọi tắt là hình chiếu của A lên mặt phẳng P. Nếu điểm H chứa trong mặt phẳng P và AH vuông góc với mặt phẳng P.
Cho đường thẳng A không vuông góc với mặt phẳng P. Đường thẳng B chứa trong mặt phẳng P. Và đường thẳng A phẩy là hình chiếu của A trên mặt phẳng P. Khi đó, đường thẳng B vuông góc với lại đường thẳng A phẩy. Thì đường thẳng B cũng sẽ vuông góc với đường thẳng A. Cho đường thẳng A không vuông góc với mặt phẳng P. Đường thẳng B chứa trong mặt phẳng P. Và A phẩy là hình chiếu của A trên mặt phẳng P. Khi đó B, đường thẳng B mà vuông góc với A phẩy thì đường thẳng B cũng vuông góc với đường thẳng A. Cô nhắc lại chúng ta. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Đường thẳng D vuông góc với lại mặt phẳng P. Khi đó, góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P lúc này sẽ bằng 90 độ. Còn đường thẳng D mà không vuông góc với lại mặt phẳng P thì đường thẳng D, góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P chính là góc giữa đường thẳng D và D phẩy, chính là góc AEH với D phẩy là hình chiếu của D lên mặt phẳng P. Các em lưu ý chỗ này là góc giữa đường thẳng D và D phẩy các cô nhé. Chú ý này, đường thẳng D, góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 độ và nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Đây, góc giữa đường thẳng D, em nhìn cho cô này, và mặt phẳng P chính là góc giữa đường thẳng D này với đường thẳng D phẩy. Chỗ góc này sửa lại cho cô, xin lỗi nha. Và chính là góc AIH. Thì sau đây, cô sẽ phân dạng bài tập cho các em. Đầu tiên, dạng bài tập thứ nhất. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Đây là cái phần bài tập chủ đạo. Cho nên là các em lưu ý khi bài cẩn thận chính xác cô. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp sau đây. Cách thứ nhất, để chứng minh đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng alpha, ta chứng minh đường thẳng D vuông góc với hai đường thẳng cách nhau nằm trong mặt phẳng alpha. Về ký hiệu thì các em chú ý cho cô này. Đường thẳng D mà vuông góc với mặt phẳng P. Đường thẳng A chứa trong mặt phẳng P thì khi đó đường thẳng D của chúng ta cũng sẽ vuông góc với lại đường thẳng A. Em sẽ sử dụng tính chất đường thẳng A mà song song với lại đường B, mà đường thẳng B lại vuông góc với lại mặt phẳng alpha thì khi đó đường thẳng A sẽ cũng vuông góc với lại mặt phẳng alpha. Bài tập 1.
Cho hình chóp S, A, B, C. Có đáy A, B, C là tam giác vuông tại B. Và SA vuông góc với lại mặt phẳng ABC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh SB. Chứng minh ý thứ nhất là BC vuông góc với lại mặt phẳng SAB. Ý thứ hai, AH vuông góc với lại mặt phẳng SBC. Thì đối với bài hình học á, là trước tiên các em phải đọc kỹ thật đề bài và xem giả thiết người ta cho những cái gì và người ta yêu cầu chúng ta làm gì. Các em sẽ vẽ hình. Ở đây cô sẽ vẽ sẵn cho chúng ta rồi. Đây, cho hình chóp. Đây là hình chóp tam giác. Và các em lưu ý là tam giác này là tam giác ABC. Trong không gian, tam giác vuông được biểu diễn bởi tam giác thường. Các em sẽ vẽ tam giác ABC trước này, rồi vẽ mặt đáy trước. Và đây các em ký hiệu vuông góc tại B. Giả thiết người ta cho tiếp đó là SA vuông góc lại mặt phẳng ABC. Đây, SA vuông góc thì các em ký hiệu vuông góc ở đây. Thì trong quyển vở của ta ấy, thì các em sẽ vẽ trực diện SA vuông góc với AC luôn. H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Tức là H chính là chân đường vuông góc hạ từ A lên cạnh SB. Yêu cầu của bài toán ý thứ nhất đó là người ta yêu cầu chúng ta chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Thì phương pháp thì đầu tiên là các em xem trong cái mặt phẳng SAB này có hai đường thẳng nào mà đồng thời cùng vuông góc với lại cạnh BC không? Đấy. Thế thì trước tiên là chúng ta thấy tam giác ABC là tam giác vuông tại B rồi. Do đó chúng ta có cạnh BC vuông góc với AB rồi. Mà AB lại nằm trong mặt phẳng SAB. Đó. Thế tiếp theo, các em sẽ tìm một cái đường thẳng mà vuông góc với lại BC nữa mà nằm trong mặt phẳng SAB. Thì mình lại bám vào giả thiết xem người ta cho là AH vuông góc với lại SB. Thì cho chúng ta hình dung được cái gì, điều gì không? AH này sẽ liên quan đến IB thôi. Và trong ý A này, đầu tiên là các em thấy là BC vuông góc với lại AB rồi này. Theo giả thiết người ta cho cái gì thì chúng ta sẽ bám vào tiếp. À, giả thiết người ta cho SA mà vuông góc với lại mặt phẳng ABC. SA vuông góc với lại mặt phẳng ABC. Thì khi đó chúng ta thấy là SA sẽ vuông góc với lại mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABC. Thế thì SA sẽ vuông góc với lại BC. Đó.
Thế như vậy là chúng ta sẽ trình bày như sau này. BC vuông góc với lại AB. BC vuông góc với lại SA. Khi đó SA và AB lại cắt nhau cùng nằm trong mặt phẳng SAB. Vậy thì BC sẽ vuông góc lại mặt phẳng SAB. Ý thứ hai, tương tự, người ta yêu cầu chúng ta chứng minh AH vuông góc với lại mặt phẳng SBC. Đây mặt phẳng SBC. Thì đầu tiên, các em nhìn thấy là AH vuông góc với SB. AH vuông góc với lại SB. Theo giả thiết rồi. AH đầu tiên vuông góc với lại SB. AH lại chứa trong cái mặt phẳng SAB. Thế do đó chúng ta sẽ thấy là BC sẽ vuông góc với lại AH. Đây là ý thứ nhất. Các em phải chứng minh được BC vuông góc với AH. AH lại vuông góc với SB nữa thì từ đây chúng ta sẽ có được AH vuông góc với lại mặt phẳng SBC. AH vuông góc với SB. Theo giả thiết, bởi vì H là hình chiếu vuông góc của A đến SB. AH vuông góc với BC. Theo chứng minh trên này. Từ hai điều này, do đó AH sẽ vuông góc lại mặt phẳng SBC. Bài tập thứ hai, cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi và SO vuông góc với lại mặt phẳng ABCD. Gọi EG lần lượt là trung điểm của AB và BC. Chứng minh rằng EG vuông góc với mặt phẳng SBD. Trước tiên, các em sẽ vẽ đáy. Đáy ABCD là hình thoi. Thế do đó trong không gian được biểu diễn bởi hình bình hành. Trước tiên là các em sẽ vẽ hình bình hành ABCD trước. Và O là tâm của hình bình hành. Thì đây cô thiếu viết thiếu điểm O thì em bổ sung điểm O vào đây cho cô này. SO vuông góc với mặt phẳng ABCD. Vậy thì các em sẽ dựng cái đường vuông góc để tìm điểm S nhá. Thì các em thấy là điểm S sẽ nằm trên cái đường vuông góc với mặt phẳng ABCD tại điểm O này. Đó. Y, G lần lượt là trung điểm của AB và BC. Người ta yêu cầu chúng ta chứng minh YG vuông góc với mặt phẳng SBD. SBD đây. Đấy, mặt cắt. Thế thì đối với bài này á, là cô sẽ hướng dẫn các em luôn này. Chúng ta sẽ thực hiện như sau.
Đầu tiên, bởi vì Y là trung điểm của AB, G là trung điểm của BC, nên xét tam giác ABC trong tam giác này có YG là đường trung bình của tam giác ABC. Do đó, YG của chúng ta song song với AC. Mà AC là đường chéo của hình thoi, cho nên AC sẽ vuông góc với lại BD. AC và BD là đường chéo của hình thoi, do đó AC vuông góc với lại BD. Mặt khác, SO vuông góc với AC nữa. Do đó, từ đây chúng ta có AC sẽ vuông góc với mặt phẳng SBD. AC của chúng ta vuông góc với mặt phẳng SBD. Rồi. Vì EZ song song với AC mà AC lại vuông góc mặt phẳng SBD, thế do đó EZ của chúng ta sẽ vuông góc với mặt phẳng SBD. Đã áp dụng tính chất thôi. Bài tập thứ 3. Cho hai tam giác cân ABC và DBC nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, tạo nên tứ diện ABCD. Gọi Y là trung điểm của BC. Ý A, chứng minh BC vuông góc với AD. A, B, C và D, B, C là hai tam giác cân. Đó. Y là trung điểm của BC. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta chứng minh hai đường thẳng, đó là BC và AD vuông góc với nhau. Ý B, gọi AH là đường cao của tam giác ADI. Chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng BCD. Trước tiên là để chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau, thì các em hình dung ra được là chúng ta có những cách nào để chúng ta chứng minh. Trước tiên này, chúng ta theo dõi. Vì tam giác ABC cân tại A, thế nên lúc này chúng ta thấy là AI chính là đường cao của tam giác cân. Do đó AI sẽ vuông góc với lại BC. Và tam giác BCD cân tại D. Do đó DI đồng thời cũng vuông góc với lại BC. Như vậy là các em thấy là AI và DI cùng đồng thời vuông góc với lại BC. Nên ta có này, BI, xin lỗi, okay. BC vuông góc với lại AI, BC vuông góc với lại DI, mà AI và DI cùng nằm trong mặt phẳng ADI. Mà AI
giao với lại DI tại điểm Y. Nên từ đây ta có là BC sẽ vuông góc với lại mặt phẳng ADI. BC của chúng ta vuông góc với mặt phẳng ADI. Như vậy, BC mà vuông góc với lại mặt phẳng ADI rồi thì BC sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng ADI. Mà các em thấy ở đây là cạnh AD của chúng ta lại chứa trong mặt phẳng ADI. Thì do đó BC cũng sẽ vuông góc với lại AD. Đấy, ý thứ nhất của chúng ta đã thực hiện xong. Ý thứ hai, người ta yêu cầu chúng ta chứng minh AH vuông góc với lại mặt phẳng BCD. Trong đó AH là đường cao của cái tam giác ADI. Vậy thì trước tiên các em xem chúng ta lại chứng minh được là trong cái mặt phẳng BCD này xem có đường thẳng nào vuông góc với AH hay không. Thì ngay đầu tiên chúng ta sẽ có là AH vuông góc với lại DI mà DI chứa trong mặt phẳng BCD rồi. Thế ngoài ra chúng ta sẽ xem là AH còn vuông góc với lại đường thẳng nào nằm trong cái mặt phẳng BCD nữa. Thì các em thấy là AH vuông góc với lại DI theo giả thiết rồi, bởi vì AH là đường cao của tam giác ADI. Thứ hai là AH vuông góc với lại BC, bởi vì theo ý A, BC vuông góc với lại mặt phẳng ADI mà AH lại chứa trong cái mặt phẳng ADI, thì do đó là BC cũng vuông góc với lại AH. Từ hai điều này chúng ta thấy rằng là AH, tóm lại như thế này này, AH vuông góc với lại DI này, bề mặt phẳng BCD là mặt phẳng đáy này, mà DI lại chứa trong cái mặt phẳng BCD. Vậy AH vuông góc với lại DI rồi. AH vuông góc với lại BC nữa. Đó. Thế sau đó là chúng ta thấy đây, chỗ này chưa kịp ghi kết luận, các em bổ sung nhé. Đây cô nói lại này, AH vuông góc với lại DI, AH vuông góc với lại BC theo ý A. Thế sau đó AH mà DI và BC lại cắt nhau cùng nằm trong mặt phẳng BCD. Thế do đó là AH sẽ vuông góc với lại mặt phẳng BCD là mặt đáy. Phần này các em bổ sung vào thêm. Thế trong cái dạng bài tập thứ nhất này thì các em cần lưu ý cái phương pháp để chúng ta chứng minh một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, đó là chúng ta sẽ tìm hai đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong mặt phẳng ấy, và đồng thời hai đường thẳng này đồng thời này cùng vuông góc với lại đường thẳng đó. Thế hôm nay cô sẽ giới thiệu đến đây thôi về phần bài tập dạng thứ nhất. Tiết sau cô sẽ giới thiệu cho các em tiếp. Cô xin chào các em và chúc các em
hiểu bài, làm bài thật tốt. Cô chào các em.